Giờ xem, lịch xem trận bóng chuyền nữ Việt Nam đấu Nhật Bản giải ASEAN 19 hôm nay. Thưa quý vị, ở lượt trận cuối vòng 2, Việt Nam đã để thua dễ dàng 0-3 trước một Trung Quốc quá vượt trội, còn Nhật Bản với đội hình B nhưng đã giành chiến thắng 3-0 trước đội hình mạnh nhất của Thái Lan. Với kết quả này, trận bán kết thứ nhất nội dung bóng chuyền nữ ASEAN 19 sẽ là cuộc đối đầu giữa tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Nhật Bản diễn ra vào lúc 13:30 chiều nay ngày 6 tháng 10. Đây được xem là một cặp đấu đáng chờ đợi bởi lần gần nhất hai đội gặp nhau ở giải vô địch châu Á cách đây đúng một tháng, Nhật Bản với tư cách đương kim vô địch đã phải đấu 5 set mới có thể vượt qua tuyển Việt Nam với các tỷ số lần lượt là 21-25, 25-14, 25-22, 20-25 và 15-11. Đáng chú ý, khi đó Nhật Bản mang đến giải đấu trên đất Thái Lan đội hình mạnh nhất của mình với những cái tên đáng gờm như chủ công Sarina Koga hay Okumu Hawi. Dù chơi ngang ngửa nhưng tuyển nữ Việt Nam đã để thua đáng tiếc ở lần gặp đó, đồng thời lỡ tấm vé dự giải vô địch thế giới, nhưng vị trí hạng 4 chung cuộc cũng là thành tích lịch sử mà bóng chuyền Việt Nam đạt được tại giải đấu châu lục. Việc không gặp áp lực thành tích sau khi đoạt vé vào bán kết ASEAN giúp toàn đội hào hứng và nghĩ đến việc làm được điều gì đó để có thứ hạng tốt hơn. Vì thế, ở trận tái đấu hôm nay, đội tuyển Việt Nam không chỉ có cơ hội đòi lại món nợ trước Nhật Bản mà thậm chí còn có thể mơ về một tấm huy chương bạc chẳng hạn. Nhật Bản vẫn rất mạnh, nhưng những gì đã thể hiện trong cuộc chạm trán một tháng trước cho thấy Thanh Thúy, Kiều Trinh cùng các đồng đội có thể tạo nên một bất ngờ.